Rồi trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Tiền Mí Mi và Nhật Anh Linh nha mọi người. Nga Mi có lợi thế là kháng độc. Hết trận này là còn trận D3 với Bảo Kiên. Rồi bắt đầu rồi mọi người ơi. Có lợi thế là kháng độc nên là chỉ có nổ trùng đế mới tuột máu đó mọi người ơi. Ủa có trùng lâu đế rồi nè. Rồi có đeo vô không? Đâu có coi được đâu. Bảy phát nữa. Ba phát nữa. Vì ba phát là lên bốn phát gì trời. Nếu mà không nổ đớ thì không có đam được. Này đánh đánh là kiểu là vừa chat vừa đánh luôn. Rồi như vậy là xin chúc mừng Nhật Anh Linh đã ghi thêm được 3 điểm cho mình, nâng tổng số điểm của mình lên là 6 điểm nha mọi người.